Anh à, em đang khó khăn đó, anh cho em vay 200 triệu được không? 2 tháng sau em gửi lại cho anh. Anh làm gì có tiền em? Em biết là anh có mà, sao anh không cho em mượn? Không phải là anh không muốn giúp em, mà là anh không muốn mất một người anh em giống như em. Anh nói vậy là có ý gì? Rồi bây giờ em đi theo anh. Ờ Đức, cái tiền mà hôm trước em mượn của anh ấy, thì em giờ tính thì sao? Tiền bạc gì giờ này, để sau đi, đang bận lắm. Cái số tiền mấy hôm trước mà em mượn anh á, thì bây giờ anh đang kẹt, em gửi lại cho anh á. Nè, có mấy đồng mà đòi hoài à, đi về để cho tôi đi ngủ. Vừa rồi em thấy rồi đó, họ đều là những người anh em tốt của anh. Nhưng vì mượn tiền mà bây giờ họ đã thay đổi hoàn toàn. Không phải là anh không có tin em, mà là vì anh không muốn mất một cái người anh em nào nữa hết, trong đó có cả em. Vài chai lâu ngày quá rồi, TikTok ấy thôi, lo mà làm ăn đi.